Rồi chào anh Phi nha. Anh ngủ với thức cái gì? Bữa nay có tính đi lượm chi trai vậy không? Anh làm bệnh người. Bệnh người hay sao vậy? Đau cổ họng quá trời. Cổ họng nó tại uống rượu nhiều quá hay sao? Không biết. Cha uống rượu nhiều quá đó, bớt uống lại đi. Rồi đồn ta là gì tới rồi sao mà có đi vừa chơi gì không? Em có phải người có mẹ ở đâu mà. Nhưng mà giờ đâu có phân biệt Khmer với Kinh gì đâu nữa. Thì vợ em muốn đi thì chở đi chơi. Rồi chịu đi đâu rồi? Sáng giờ xách xe đạp chạy không biết đâu. Đi đâu? Chị đi đâu anh không biết luôn. Lúc mà chị đi anh còn ngủ hay sao? Tôi nằm ở nhà. Vậy hả? Thì hôm qua giờ em cũng không có lên ghi hình anh đâu gặp không? Hôm qua gì bữa kia chứ, bữa kia em nghe nói chỗ bà Bảy gì đó, nó hồn dịch, thuộc dịch đừng luôn vậy. Hồn dịch thì dịch lộn quá hả? Hồn dịch lộn hay hồn dịch tươi? Dịch lộn quá. Vậy sao mà nuốt nuốt hồn dịch lộn gì 5 trứng lận hả? Ăn 5 trứng. Sống luôn hả? Cái gì hồn dịch lộn ăn sống? Đâu em nghe, em coi clip có chị tải lên nói là ăn dịch tươi, ông ăn dịch sống, không có luộc, có chưa có chín nữa nha. Cái của em á thì nấu ăn hộp vịt sống á. Là ai cá vậy? Quên mày. Rồi cá hộp vịt sống là sao? Ăn sống hỏi hỏi luộc á. Là ăn sống đó, rồi cá như thế nào? Cá là cá gì? Cá chơi. Cá chơi hả? Rồi có mất mát gì không? Rồi thí dụ cá như thí dụ thua người ta mình có mất gì không? Không. Rồi ai thua trả tiền hộp vịt. Ai thua là trả tiền 5 chứ hồn dịch đó hả? Ừ. Rồi lỡ mình nuốt hồn dịch 5 chứ hồn dịch đó, rồi lỡ nó bị sốc bị gì, hoặc là bị ảnh hưởng tới sức khỏe mình, ai chịu? Ai chịu chứ ai chịu. Rồi tại sao anh dạy vậy, đi nuốt đi làm cái vấn đề đó anh chị? Tính này mai thách cho em làm. Rồi làm, thí dụ như ai thách anh làm, rồi anh làm lỡ ảnh hưởng tới sức khỏe mình rồi sao? Rồi bản thân anh không biết thương bản thân anh của anh, rồi ai thương bản thân anh được? Đúng không? Ví dụ mai mốt người ta có thách thức mình nói anh làm trước đi, 5 trứng dịch đâu nhiêu tiền? Đúng rồi, trứng cho 2-3 ngàn đi, 5 trứng 15 ngàn. Có nhiêu tiền đâu? Hồi lỡ anh ảnh hưởng tới sức khỏe, mất bao nhiêu tiền của đổ ra nữa? Tại vì em cũng có hấp hộp dịch sống quen rồi. Quen rồi thì mình hút 1-2 trứng thôi. Một trứng này nọ nhưng mà mình phải chần nước sôi. Mình phải chần nước sôi cho nó qua một lớp nước sôi, nó nói chung là nó không có chín hết, nhưng mà nó cũng có xác định là cũng có xác chần nước sôi rồi đúng không? Còn này nguyên si nguyên bản nguyên trứng nó không có qua một lớp nước sôi rồi hết, nuốt như này là ảnh hưởng tới sức khỏe rồi sao? Phải nuốt một lần 5 trứng. Rõ không? Tôi thấy clip mà. Em thấy clip đưa lên mà. Tại tôi từng ăn biết quen. Quen quen một trứng thôi, hai trứng thôi, chứ ai mà quen một lần 5 trứng. Ai thách tôi đánh tôi, ai thách rồi tôi làm. Để em thách chuyện đó, mới muốn người thách anh đi quá. Tôi không lắm. Cái nào làm được tôi làm. Rồi sáng giờ anh nằm ngủ gì, chiều đi đâu anh còn không biết luôn. Chắc đi qua nhà bạn. Qua đâu? Nhà trường thông mộng á. Nhà chỗ Khối hả? Ừ. Khôi có ở nhà đâu mà quá, Khôi nó đi học rồi. Không biết sáng giờ đi đâu. Có khi nào chị đi lượm với trai không? Không. Chắc hết tiền nữa gì đó. Đau có họng quá bữa nay. Một hồi đó chị đưa chị lấy xe rồi chở đi khám bệnh coi coi khám có họng như thế nào đi. Có họng đó anh uống rượu nhiều quá nó nóng quá. Rồi sáng giờ chưa ăn uống gì luôn. Mới nằm sáng giờ mới cái gì. Để trình phi ra chuyện này. Anh cháu biết còn ở quay phim anh được bao nhiêu lâu nữa nè. Còn quay anh được ngày nào hai ngày đó hả? Đau của họng nuốt miếng dồn đau. Bụ á, nuốt bụ nóng á. Nóng là ảnh hưởng á. Đó ngồi đi mua thuốc ngậm uống.
Thì mua cái bịch gì mà nó giống như sữa sữa đó. Không phải đâu, đâu tử. Không phải bao bao tử nhưng mà cái họng mình á. Cậu ngậm á. Đau. Rồi hôm qua có ai lại ghi hình không? Hôm qua hình như không có ai ghi hình đúng không? Hôm qua đâu có ai quay đâu. Hôm qua em nhức cái lưng của em đâu có lại được đâu. Nó đau cái họng, hồi ra chạy thuốc tây một phút bốn. Cho tiền thuốc tây hay gắn bà bảy? Tiền thuốc tây. Bữa nay có tính đi bà bảy nữa không? Sáng giờ em nằm ở nhà chứ. Một chút nữa có đi không? Ừ. Có đi bà bảy không? Một chút nữa có đi bà bảy không? Ừ. Sao vậy? Em muốn đi thì đi à. Cậu muốn quen không đi đâu được. Quen quen chứ mình không được khỏe thì đi đâu. Ừ hả? Bữa nay quyết định ở nhà hả? Đau họng thiệt. Đau họng hả? Đau có họng. Bây giờ anh có mua thuốc về anh uống cũng vậy thôi cái. Bây giờ chỉ có một cái mà anh hết đau là anh phải bỏ rượu từ từ. Chứ anh bây giờ anh uống thuốc vô ngồi xong rồi anh ngậm kẹo đau họng xong rồi một hồi anh uống rượu vô nó cũng như không có vấn đề gì đâu. Đúng không? Bây giờ em hỏi về anh Phi nè, rượu này anh bỏ được không? Ừ? Rượu anh bỏ được, anh bỏ được không? Tôi cũng uống uống không mà không mà. Vậy là thử bữa nay anh thử nghỉ uống một ngày thử coi coi như thế nào. Nó có ảnh hưởng gì không? Đó là sáng giờ tôi uống gì đâu. Rồi bữa nay ông đi một ngàn thử ông uống coi như thế nào, có chịu được không? Thôi khó chịu người đó. Khó chịu lắm đúng không? Tại sao? Tại mình uống quen rồi, không uống vô con người nói hoài à. Tôi nói anh nghe này, cái quen là không có cái gì mà gọi là quen hết trơn á. Anh uống tại vì anh uống thôi chứ thực sự quen cái gì. Không có cái gì để mà gọi là không bỏ được hết trơn á. Nhưng mà mình kiên cương quyết mình bỏ rượu, mình không nhậu nữa thì bỏ được thôi. Xì ke người ta cũng bỏ được nữa, ở đó mà rượu bỏ được. Anh nhìn đi, anh mới nhiêu tuổi, anh Phi năm nay như tuổi 35 không? 35 tuổi, em cũng như anh thôi, em cũng 35 tuổi nhưng mà anh thấy anh già hơn em rất là nhiều. Thấy là tôi ốm già. Thì phải rồi, anh đâu có ăn uống gì đâu mà sao mà mập mạp được. Đau quá họng quá, hôm nay đi thuốc giảm mà uống được. Hôm qua có ra quán 7 không? Chắc có mà. Hôm qua á. Hôm qua có. Sáng giờ là không có qua. Sáng giờ là không có qua. Rồi tới đường tà rồi gì nè, không có đi chơi không? Dắt chịu đi chơi đâu mà. Vì kêu đây rồi sáng giờ hôm qua giờ chị Vy có gửi đi chơi chùa chiền gì không? À. Không có kêu đi luôn hả? Vì sao vậy? Tôi não kêu thì tôi dở. Rồi Linh Tà này có nghe chị Vy nói chị Ngọc về chơi gì không? Không nghe. Rồi chị Hồng được không lợi luôn hả? Không nghe luôn hả? À. Bên dạ tôi là... Tôi không có... Để ý sao vậy? Thì giờ dòng họ người ta ai làm thì làm. Bên tôi còn không nói. Thì sao vậy? Hả? Thì sao vậy? Thì mình nói riêng rồi ai làm thì làm. Anh bây giờ là mày anh thả công anh luôn rồi đó chứ có quan tâm gì nữa đâu. Thì lỡ vậy? Nó anh có nghe đâu quan tâm. Không quan tâm à. Anh giờ thả gông luôn rồi. Chứ có gia đình riêng rồi. Ừ. À, ông bà cũng lo đi mua bán. Rồi ông bà già cả cỡ đó, ông bà cũng lo đi mua bán, còn anh mình không lo đi mua bán gì chứ. Em cũng đi mua bán mới có tiền xài chứ. Chứ ừ. Không sao có tiền xài được. Hôm gài có thấy anh đi mua bán gì đâu. Hôm gài không thấy luôn á. Bữa nay là cô ý lại sớm đó, anh nghĩ đi cái 6 giờ mấy 7 giờ là gõ cửa anh biết rồi, là anh cô ý lại
Rồi, rồi sớm coi anh có đi buôn bán như không, chứ mỗi lần ghi hình anh đó, anh nói là em mới bán xong về em ghé bà Bảy uống cà phê. Tại vì sức khỏe thấy mệt người đi không nổi. Anh mà còn uống rượu nói chung kiểu này cũng là em thấy thua rồi. Chứ anh phải nghỉ uống bớt lại, chứ không phải là kêu bây giờ, không phải là kêu anh nghỉ một cái một, anh hiểu ý em nói không? Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình nghĩ thì giảm biên, cứ như là mình giảm biên chế lại, mình giảm từ 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 á. Rồi xong nó thành một thói quen mình bỏ được à. Anh nghĩ đi chứ. Thôi bỏ lần một cái một là tôi bệnh liền. Thì phải bỏ từ từ. Ai kêu anh bỏ cái một đâu? Anh như sáng giờ có uống gì đâu, nằm ở nhà. Ừ. Rồi bây giờ trong không, bây giờ buổi sáng giờ là anh không có gọi, anh không không có nhậu, là không có rượu trong người đúng không? Rồi bây giờ trong người anh cảm giác như thế nào? Cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi thì mình bây giờ mình đâu có gì khó khăn là mình bỏ được mà. Có họng đau quá. Rượu nó nóng quá đó. Rồi nè anh nhậu ừ. Nhiều đi rồi nữa nó nổi amidan ngay cổ anh phải đi mổ luôn, em nói cho anh nghe. Chứ không phải đơn giản đâu. Hồi ra chạy mua đi nó ngậm uống. Rồi giờ chạy đi kiếm chị Quy thì sao? Kiếm gì đó, đi biết đi đâu rồi kiếm. Rồi còn tiền không mà đi mua thuốc? Không còn, vài chục. Tôi thấy còn ở trên chỗ này có mấy ngàn nè, rồi đâu vài chục. Ờ, mấy ngàn. Rồi mấy ngàn này mua đủ không? Rồi anh đếm bao nhiêu tiền? Đấy hết rồi. Đúng rồi, được nhiêu? Thuốc có nhiêu tiền đâu mà. Còn 10 ngàn hả? Vừa 10 ngàn đủ mua không? Đủ rồi. Em thấy là không đủ rồi đó, thuốc người ta gì ai mà bán cho anh 10 ngàn. Hai viên kẹo ngậm đó. Hai viên kẹo ngậm thôi chứ đâu phải là thuốc đúng không? Nó là kẹo thuốc mà. Mà ngậm cái viên kẹo đó chỉ là tạm thời, không cho dài giảm đau, nói chung là không cho anh đau giữ nữa thôi, chứ thật sự đâu có hết được. Còn 10 ngàn. Ừ. Còn có 10 ngàn. Mua số rồi nè. Rồi có dò chứ? Chưa. Không dò chừng chúng đặc biệt đó. Ừ. Chúng đặc biệt chắc tôi mau số. Thì đúng rồi đó. Chúng đặc biệt có tranh được 3 ngày lụm mì. Tôi là cầm số tiền lớn mà. Nếu mà anh có cầm số tiền lớn, thí dụ như chúng đặc biệt hoặc mũi đặc biệt gì đó, chắc anh được 3 ngày à. Ừ. Tiền chưa hết mà anh đã đi rồi. Đi đi chơi rồi. Anh đi xa luôn chứ đi chơi cái gì? À đi chơi xa. Ê gọi đi hai vậy đi. Nè anh Huy nè, em hỏi anh cái câu này thật tình ha. Tại vì không có chị Vi đây. Có chị Vi thì anh em khó hỏi, khó nói ha. Còn bây giờ thí dụ không có chị Vi em hỏi anh thật tình nè. Là anh có mấy hai đứa con không? Ừ. Hai đứa gái. Rồi có đứa có gia đình chứ? Còn nhỏ mà chưa có gia đình ha. Rồi anh mỗi ngày anh có nhớ con anh không? Nhớ. Rồi tại sao anh không có tranh thủ thời gian đi thăm nó? Cũng như tuần lễ rồi thăm một hai lần. Em từ khi ghi hình anh tới giờ chưa thấy đi thăm lần nào. Thậm chí ngay cả điện hỏi thôi anh không điện hỏi. Em không có xài điện thoại đâu. Thì bây giờ có anh đó. Điện thoại không quay á. Ủa điện thoại của chị Vy anh xài không được sao? Gọi em hết. Ví dụ như anh nói anh nghe mình là người cha, mình quan tâm tới con cái một xíu. Thì con em thì có ông nội bà nội với cô gì đó lẫn rồi. Em nói anh nghe cô gì hoặc là ông nội bà nội cũng đâu có bằng người cha mình, còn đâu bằng bằng cha đâu. Mà con em nó cũng không mấy thích em đâu. Tại sao? Đại không gần gũi nó. Thì đó, mình sao với con cái mình không thích mình? Thì lúc nhỏ mẹ bỏ rồi nó ở với ông nội bà nội rồi. Đó anh thử nghĩ đi, mẹ bỏ thật nhiều lúc mấy tuổi? Ba năm sáu tuổi gì? Năm sáu tuổi là đứa lớn hay đứa nhỏ? Đứa lớn. Đứa lớn năm sáu tuổi, đứa nhỏ nhiêu tuổi? Đứa nhỏ một hai tuổi. Rồi anh thấy nó thiếu đi tình thương của người mẹ không? Nó thiếu đi tình thương của người mẹ rồi. Thôi giờ nó quen rồi. Quen gì anh nghĩ quen lắm rồi. Tôi nói anh nghe nè, đôi khi á nó rất là cần tình thương của người cha, nhưng mà thấy anh như thế này á,
nó còn nản thêm. Giờ hơn nữa không lẽ mỗi lần nó thiếu thú về tình thương của người cha người mẹ, bây giờ nó nói với anh sao? Nó không phải để trong lòng nó thôi. Giờ khoa học quá. Nói chạy đi nó còn đau. Thì đúng rồi, ngủ mà nóng mà. Con cũng biết nói tiếng Khmer đúng không? Con em người Việt mà Khmer đâu. Con nói tiếng được tiếng Khmer không? Không. Không hả? Rồi hiện tại giờ con anh ở đâu anh có biết không? Ở chung với ông nội bà nội. Giờ cũng có đi làm gì không? Nó nít mà làm gì. Tụi đứa lớn anh thấy cũng mười mấy tuổi mà. Cũng bằng như thôi. À, cũng 16, 17 tuổi, 16, 15 tuổi đúng không? Để đi theo bà nội. Hả? Mấy em giờ khoảng 14, 15 tuổi. Rồi hiện tại giờ anh có biết mẹ anh đang làm công việc gì không? Mua dây chai. Mua dây chai đâu, mua chai buôn bán trước bệnh viện kìa. Hả? Buôn bán ở trước bệnh viện kìa. Không biết. Với thầy rồi kìa, thầy cũng qua buôn bán ở trước bệnh viện luôn kìa. Quần áo à? Bán ba bánh cuốn, gọi cuốn này nọ đó. Không biết. Bữa nào thí dụ bữa nay cảnh anh một hồi anh đi bầu đi chạy ngang hỏi thăm bạn cái. À biết rồi. Rồi sẵn dịp hỏi thăm con cái gì khi lâu rồi mình cũng phải ghé thăm cha thăm mẹ. Không em ở ba mẹ em thăm rồi có gì đâu. Lâu lâu rồi ghé thăm cha mẹ rồi với coi sức khỏe của như thế nào. Đói khát rồi không có đâu. Anh có nghĩ rằng anh là một người con bất hiếu anh Phi? Làm gì có hiếu. Tôi nói anh nghe nè. Bao lâu rồi anh không về thăm cha mẹ? Về thăm rồi mình cũng khổ mẹ, về thăm làm cái gì? Khổ gì? Đôi khi cha mẹ không cần đồng tiền của người con đâu. Thì lâu lâu tôi cũng về. Đâu phải là anh nghĩ rằng là mình làm con đến thăm cha mẹ phải cho tiền cha mẹ đâu, không cần vấn đề đâu. Đâu cần vấn đề đâu. Lúc về già nè, lúc về già anh sẽ hiểu được. Ha, anh sẽ hiểu được là cha mẹ cần con những lúc nào ha. Đôi khi những người lớn tuổi họ ưa bị tủi thân lắm là vì sao? Nhiều khi họ cô đơn. Không ở đó thì ở nhỏ em tôi có được rồi. Anh nói được sao được, nhưng khi em nói anh nghe con cái cha mẹ nào cũng thương hết trơn, không có gạt bỏ con nào hết trơn. Đúng rồi, ba mẹ tôi thì không bỏ. Ừ. Thì đúng ra mình làm con mình có trách nhiệm, một người con có hiếu một xíu, lâu lâu một hai ngày hoặc một tuần gì đó mình đi thăm cha mẹ mình coi sức khỏe cha mẹ mình như thế nào. Đây không có tiền bạc rồi cho ông bà thấy cũng ngại, mất cỡ với mấy đứa em. Mình cũng đi buôn bán hàng ngày, anh nói với em anh đi buôn bán hàng ngày sao mình không có tiền. Thì cuộc sống mà ngày nào hết ngày đó mà có trời tiền nữa thì... có hỏng quá trời. Thì thôi em anh đâu có hỏng, em cũng muốn hỏi nhiều anh Phi ha. Thôi có chuyện người quá. Coi đi mua thuốc mua gì uống vô đi. Ha. Rồi còn tiền rồi để mua đủ mua không? Rồi em cho anh mượn mấy chục ngàn đi mua nè. Em nhiều không có đâu, mấy chục ngàn thì có nha. Rồi cũng vậy là cũng xin kết thúc video tại đây ha.